Thỉnh thoảng mình lại có cơ hội được thay đổi không khí từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để làm công việc. Và lần này thì Ngọc Anh vào đây với có cái dịp là tham dự cái chương trình Bài Hát Việt. Và đặc biệt hơn đó là bên cạnh đấy lại đang vào cái thời điểm mà giao mùa. Sài Gòn bây giờ gần như là không khí giống như mùa thu của Hà Nội vậy. Hà Nội bây giờ đã là cuối thu và đầu đông rồi, và không khí thì se lạnh này, rất là hanh khô và có mùi hoa sữa rất thơm. Còn ở Sài Gòn thì hình như không khí này làm cho con người ta rất là thoải mái. Đặc biệt là thiên nhiên thì quá đẹp. Hôm qua có dịp ngồi ở cà phê và tự dưng đang ngồi thì mình giật nảy cả mình, bởi vì là có vài chú sóc chuyển cành. Có lẽ là do người Sài Gòn hiền lành quá, dễ chịu quá, cho nên là đến thú vật cũng sống rất là tự nhiên như là trong môi trường thiên nhiên vậy. Và quả thật Ngọc Anh cũng cảm nhận được cái điều đấy. Người Sài Gòn rất là dễ chịu, đặc biệt là họ rất là thoải mái, không có hay xen dự vào chuyện của người khác. Và điều ấy là điều mà Ngọc Anh vào Sài Gòn là rất là quý người Sài Gòn điểm đó. Bên cạnh đấy thì cái phong cách sống ở đây rất là náo nhiệt. Một người buồn vào đây cũng có thể vui. Nhẹ nhàng tia nắng mai xóa tan sương mờ, nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá sầu, đọng lại đây chúng buồn hạt sương trắng sau màn đêm, đọng lại đây chiếc lá vương trên thân gầy. Dòng thời gian quá nhanh khiến cho sương buồn, mà đời còn như mãi đời, nắng mai sẽ về, rồi màn đêm cũng như ngàn tia nắng tan vào nhau. Đêm mang đi chút yêu cho chiếc lá kia héo khô, sương tan đi bội bã. Chiếc lá hết buồn. Now
thinking of me, I got me sister, you want me. When you gonna give it up to me? Because your body in time. Quán này dễ thương.